Cực âm và cực dương ở viên pin được ký hiệu lần lượt với hai lần nào? Trừ cộng. Đúng vậy. Nàng rằng nghĩa nặng nghìn non, lâm chi người cũ chàng còn nhớ không? Trung kiên, kiên trọng, thúc sinh mới đúng ạ. Hai đường chéo của hình thoi tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ? Trung hiếu, 90. Chính xác. Trong lịch sử nước ta, ai là người đã trực tiếp chỉ đạo các quan xưởng chế tạo súng thần cơ và đóng các thuyền chiến có lầu? Trần Lâm. Hồng Minh Trừng. Đúng là như vậy. Sự trao đổi khí của loài cá được thực hiện qua bộ phận nào? Trần Lâm. Mang. 10 điểm nữa. 426251 là một số đội hình thi đấu tiêu chuẩn ở môn thể thao nào? Bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng cầu. Dạ, bóng bàn ạ. Bóng chuyền ạ. Kim loại nào sau đây bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit mỏng và bền bảo vệ? Trung kiên, alo. Đúng là như vậy. Hai tiêu bản rùa Hồ Gươm đang được trưng bày trong ngôi đền nào ở Hà Nội? Trung hiếu. Đền Ngọc Sơn. Chính xác. Dân cư Hoa Kỳ được hình thành chủ yếu do quá trình? Trung hiếu. Đập cư. 10 điểm. Tri âm là tên live show của ca sĩ nào? Trung kiên, mỹ tâm. 10 điểm. What organ in the human body has the sense of smell? Trung hiếu. Nose. Chính xác. Singapore, kinh đô của nước Champa xưa, nằm ở khu vực nay là tỉnh nào? Trung kiên. Phú Yên. Đáp án là Quảng Nam ạ. Thái Đức thông bảo, Cảnh Thịnh thông bảo là một số loại tiền được đúc dưới triều đại nào trong lịch sử? Tây Sơn. Chính xác. Ong là một trong số ít các loài côn trùng có thể giúp được gì trong quá trình sinh trưởng? Trung hiếu. Thụ phấn. 10 điểm. Từ Hán Việt nào ban đầu để chỉ 5 loại cây trồng cho hạt để ăn? Trung hiếu. Ngũ cốc. 10 điểm nữa. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo? Trung hiếu. Thời gian. Tiếp tục là 10 điểm. Như vậy các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động rồi. Và các bạn đều đã có những điểm 10 đầu tiên cho riêng mình, rất xứng đáng. Hãy cùng xem họ đang sở hữu số điểm như thế nào. Uyên Vy cần cố gắng hơn ở phần thi sau. 30 là điểm số của Trần Lâm. Đang có 80 điểm là Trung Kiên. Và dẫn đầu với 120 điểm là Trung Hiếu.